Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình cần tìm chủ cho bé mèo các bạn ơi. Đây, mình có bốn bé mèo trắng tinh xinh đẹp, tay cụp. Đây. Các bạn mới của mình nha. Đây mọi người nhìn đi, các bé Munchkin đó, tay cụp được bạn. Rất là xinh đẹp và đáng yêu các bạn nha. Mình sẽ lên từng em cho mọi người xem. Mê luôn. Đây, màu trắng tinh. Một bé mèo tai cụp màu trắng, mọi người phong dáng ok đẹp, có một đốm trắng nhỏ xí ở trên đầu. Bé này là bé trai 4 triệu tai cụp các bạn nha, xinh đẹp lắm luôn, mũi hồng mắt xanh hả mọi người ơi, mắt xanh và mũi hồng nha. Đây đây tai cụp nữa, bé này là 4 triệu các bạn nha, 4 triệu bé này đó, mọi người nhìn đi, rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn các bạn ơi, lông dày và đẹp nha. Bé này là 4 triệu bé trai, xinh đẹp lắm, kêu cái gì nhưng ai đầu nó luôn mọi người ơi, cùng lắm luôn nha. Đây cái này là 4 triệu bạn. Tiếp theo là một bé tai thẳng, bé này là 3,5 triệu các bạn ơi, bé này bé trai luôn nha, bé này là 3,5 triệu mắt xanh các bạn nha, mắt xanh màu trắng tinh, mắt xanh, bé này là 3,5 triệu, phong dáng đẹp, lông dày. Đó nó kêu đó. Bé này là 3,5 triệu nha. Đây bé tai thẳng là 3,5 triệu, bé tai cụp là 4 triệu các bạn nha. Đó bé trai hết, bé trai hết luôn. Được luôn. Tiếp theo là hai bé Munchkin tai cụp 6,5 triệu một bé mọi người, chân ngắn mọi người nha. Tại sao á, bé này là cái bé này 6,5 triệu, tại vì chân nó ngắn. Đây, thế này, tai cụp đàng hoàng luôn, 6,5 triệu một bé thôi các bạn nha. Đây, mình đợi cho mọi người xem, 6,5 triệu một bé thôi, thì tai cụp chân ngắn. Đó, tai cụp chân ngắn các bạn nha. Tai cụp chân ngắn được là 6,5 triệu mọi người ơi. 6,5 triệu đẹp luôn, trắng tinh luôn mọi người nha, mắt xanh nữa các bạn, hiện tại là mắt xanh ngọc. Cái này nè, xinh đẹp lắm luôn á, chân ngắn chuẩn mà. Đây xong rồi các bạn nha, bạn nào có nhu cầu đón bé mèo thì các bạn có thể nhắn tin vào Facebook, Zalo, số điện thoại cho mình nhé. Bye bye mọi người.